Dạ rồi, xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mây vàng và đam mê sưu tầm bonsai kỳ kiển trên cả nước nha. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của bạn Nam ha có tiếp tục quay một cái clip nữa để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép gốc liền cốt 4 đến 5 năm để cô chú anh chị mình mua về chơi Tết năm 2023 cô chú anh chị ha. Thì vườn bạn Nam hôm nay giao lưu có giống dảo đa phúc nè, dảo nhung, dảo thơm, giá rất là mềm cô chú anh chị ha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho bạn Nam nha. Cây đã được vô dây chỉnh sửa hoàn toàn 100%. Cô chú anh chị mình mua về chỉ nhận cây và chơi thôi ha cô chú anh chị ha. Rồi, không làm mất thời gian nữa em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu. Đầu clip của chú anh chị em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh em quay video mới, cô chú anh chị mình nhận được thông báo để cô chú anh chị mình vào xem sớm nhất nha. Rồi. Rồi chào bạn luôn Nam ơi. Rồi chào bạn nha chủ của chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến với kênh thì cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai dảo đa phúc ha cô chú anh chị. Dảo đa phúc, dảo thơm ha, dảo nhung nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa thì vào cái đầu clip ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, một cây dảo đa phúc ha, cây thì vào nút nụ hết rồi nha cô chú anh chị, nút nụ chuẩn Tết 2023 luôn ha. Dảo đa phúc cô chú anh chị ha, nụ nè cô chú anh chị mình nút nụ kìa, em mới chỉnh tàn hết cho cô chú anh chị hết rồi ha. Cái củ nè cô chú anh chị ơi. Rồi đã không xấu luôn bạn ơi. Cây rồi. Này là cây mã số. Rồi mã số 21N, cây dảo đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi quanh thân là được 9 nha. Rồi. Quanh củ đế là được 17 nha. Củ rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao 77. Tán ngang là được 88. Rồi. Rồi cái dảo đa phúc đầu clip này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ là 600.000 bao phí ship cô chú anh chị mình nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. 600.000. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 22N. Rồi 22N, củ rất đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Và cái củ rất quái luôn nè cô chú anh chị. Rồi, nhìn cái củ nè cô chú anh chị ha. Xem cái củ kìa, rất quái luôn. 22N giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là một cây dảo đa phúc ha cô chú anh chị. Rồi. Quá chừng cái củ nha. Rồi đem ra hoành thân cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi. Hoành thân là được 9 nè. Rồi cô chú anh chị mình xem rõ giùm em nha. Hơn 9 mềm tính 9 nè. Rồi, quanh củ đế ha, là được 17. Chiều cao của cây là được 82. Tán ngang là được 80 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị, giá cũng chỉ là 700.000 bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 23N. Rồi, tiếp theo là mã số 23N, em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Cũng là một cây dảo nhung luôn cô chú anh chị ơi. Đó, à. Cây tàn rất là lớn luôn nha cô chú anh chị. Củ nè cô chú anh chị ha, có củ ha. Rồi. Quỳnh thân của cây ha, là được 9 ha. Rồi. Củ đế là được 14 cô chú anh chị. Rồi. Rồi, chiều cao của cây là được 90. Tán ngang là được 77. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị, mình giá cũng chỉ là 650 thôi nha. Bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi, một cây tàn rất lớn luôn cô chú anh chị ơi. Đổi cây luôn các bạn. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 24N. Rồi số 24. 24N giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là một cây dảo nhung nha. Nốt nụ khá luôn cô chú anh chị ơi. Nè, nốt nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị mình. Đó. Quá chừng cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Cái tàn ấm tàn to tàn lắm lớn cô chú anh chị. Rồi có củ đế nè cô chú anh chị mình xem nha. Quay củ đế rõ cho cô chú anh chị mình xem. Bên này có rồi, củ nha cô chú cây anh chị thì ha. Liền thân liền cốt hết rồi nha cô chú anh chị. Rồi đa không xấu luôn các bạn, cây rồi. Tàn rất là đều ha. Rồi quanh thân ở điểm này ha là được 12 rưỡi. Rồi đúng rồi 12 rưỡi, em tính 12 thôi. Rồi quanh củ là được 17 ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao của cây ha là được 88. Tán ngang là được 90. Rồi. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 700.000 thôi. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đổi cây rất lớn luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 25N của chú anh chị mình. Rồi 25N em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây dảo thơm nha. Rồi cái này tàn khá luôn cô chú anh chị ơi. Bông rất là thơm luôn nha cô chú anh chị. Tết cô chú anh chị mình thử năm nay mình chơi mua dảo thơm thử nha. Về ha, bông nở ngào ngạt luôn ha. Siêu thơm, thơm luôn cô chú anh chị nha. Rồi, bình thân của cây là được 7 rưỡi, em tính 7 thôi. Rồi. Củ đế là được 15.
chiều cao là được 75, tán ngang là được 65. Rồi cây dẫu hôm nút nụ vô hết nha cô chú anh chị, chuẩn Tết 2023 nha cô chú anh chị. Rồi thì cây dẫu hôm giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 450 em bao phí ship cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi rồi tiếp theo mã số 26N. Rồi 26N giao lưu cô chú anh chị mình ha, cũng là một cây dẫu nhung nha cô chú anh chị. Okay. Tàn quá chừng lớn luôn cô chú anh chị ơi. Cái tàn rất là đều nha cô chú anh chị. Cây dẫu nhung ha. Rồi hoành thân của cây ở điểm này là được 9 ha. Rồi cây có củ đế ở dưới nha cô chú anh chị. Rồi nguyên cái củ rất lớn dưới luôn nè. Mà em không chưa có môi lên ha. Này mình đôn đế lên ha cô chú anh chị. Ồ, thấy cái củ cái này cô chú anh chị mình về đôn lên là chừng nó mới đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Nè ha. Nguyên củ bự lắm nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi chiều cao của cây là được 88, tán ngang là được 90. Rồi rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng cho 700.000 bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 27 anh nè. Rồi giao lưu với cô chú anh chị mình ha, cũng là một cây dẫu đa phúc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này tàn khá là ok nha cô chú anh chị mình. Nút nụ nè, rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rất là nhiều nút nụ luôn. Rồi củ đế nè. Rồi tám thông số luôn bạn ơi. Rồi hoành thân của cây ha là được 9. Rồi củ đế là được 16,5. Em tính 16 thôi. Chiều cao là được 82, tán ngang là được 79. Rồi rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 500.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi mình đổi cây luôn bạn. Rồi mã số 26. Ủa 27 anh nè. Đổi cây. Rồi mã số 28N. Rồi tiếp theo là mã số 28N. 28N giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là một cây dẫu hôm ha cô chú anh chị. Quá chừng cái tàn tròn nè. Nút nụ nè cô chú anh chị ha. Có nút nụ nha cô chú anh chị. Rồi nguyên cái củ có đế cô chú anh chị ha. Rồi quanh thân là 9. Rồi củ là được 15, chiều cao là được 75, tán ngang là được 75. Rồi rồi cây dẫu hôm này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 450.000 bao phí ship luôn. Mình đổi cây luôn ha. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 29N ha. Rồi tiếp theo là mã số 29N nè, giao lưu với cô chú anh chị mình một cây cúc họ hương tàn rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Một cây lớn ha. Đúng rồi tàn. Dạ, rất là lớn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi quá chừng đẹp luôn nè. Cây thì vô nút nụ hết rồi nha cô chú anh chị. Nụ siêu nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Cây này về là nở đặt cây luôn hết cô chú anh chị. Cây này già mùa dữ lắm nên là nụ rất là nhiều nha. Rồi cây cúc họ hương này thì bông chùm hết cô chú anh chị. Ừ. Một nụ thôi là nó nở 3-4 cái bông ha. Nụ nó cô chú anh chị. Đây nút nụ nè. Về về rất là nhiều luôn. Đều cây hết nha cô chú anh chị chứ không phải là mỗi nhánh có, nhánh nào cũng có nha cô chú anh chị. Nhánh nào cũng có hết. Nhánh nào cũng nút nụ rất là nhiều cô chú anh chị, từ trong ra tới ngọn luôn cô chú anh chị nha. Đó, từ tâm ra tới ngọn luôn nha. Cái dàn đế nè cô chú anh chị mình quay vòng vòng cho cô chú anh chị mình xem đế chút kia bạn. Rồi đó, cái củ đế ha cô chú anh chị rất là đẹp luôn. Mã số 29N ha. Cây này thì mình ghép được 4 bo lớn cô chú anh chị ha. Đây cô chú anh chị mình xem nè. Cái bo ghép nó bằng tay cái em luôn rồi cô chú anh chị ha. Tức có cái thì bằng tay tỏ ha, có cái thì bằng tay cái cô chú anh chị ha. Rồi rồi đã không số luôn rồi bạn ơi. Được bè. Rồi hoành thân ở điểm này ha là được 25 nè cô chú anh chị. Rồi hoành 25 ha. Rồi hoành củ đế ở dưới đó là được 47 nha cô chú anh chị. Rồi củ đế ha. Rồi cây rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị, đàn đều hết luôn. Chiều cao của cây là được 1m04. Tàn rất là đều ha. Nó quen hồi nó qua đo xong thông số em quay thêm một vòng hai vòng nữa cho cô chú anh chị tham khảo. Rồi tán ngang là được 1m2 nha cô chú anh chị. Rồi tán ngang 1m2 ha. Dạ và một cây tàn rất là đều luôn cô chú anh chị. Em quay từ từ cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi để coi được một cây cúc họ hương nha. Rồi cái này mình giao lưu bao nhiêu vậy bạn? Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3 triệu nha cô chú anh chị. 3 triệu làm bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi thì cây này là cũng là một cây cuối clip của em luôn nha cô chú anh chị. Rồi thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha, và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ em trong clip này ha, và các clip tới nha cô chú anh chị.
Rồi, số điện thoại Zalo của em là 0866459094 cũng là số Zalo của em luôn. Rồi, em chân thành cảm ơn cô chú anh chị ạ. Rồi, rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào thì mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha cô chú anh chị. Giá thì em thấy cũng rất khá là hợp lý, phải chăng cô chú anh chị ha. Mình nên mua cô chú anh chị những cây như thế này, tàn rất là to mà giá rất là mềm nha cô chú anh chị. Mình mua mình về mình chơi Tết là ngon lành nha. Thì rất mong cô chú anh chị mình sẽ luôn yêu thương ủng hộ kênh cũng như là vườn của bạn Nam ha, cũng như là các nhà vườn khác của kênh. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ. Cô chú anh chị ơi, nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh em quay những video mới, cô chú anh chị mình nhận được thông báo, mình để và mình vào xem sớm nhất nha cô chú anh chị, để mình không bị bỏ lỡ những cây mai đẹp mà giá rẻ cô chú anh chị nha. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ạ.